từ lu. Con này cho các con chơi đã đẹp ạ. Chưa chưa hết đúng không? Em chờ vào bao đây xe gì trực chạm đây thì em bỏ. Ôi, để vừa đến đây là mưa luôn, chán thật đấy. Đo đất hết xong hết rồi gì? Xong rồi. Xong nhiều rồi. Không? Ít thôi, nhưng mà tổ đất xấu đo chỗ kia thôi mà. Chia lại hay như nào? Không, cái kia là của em nhưng mà xấu quá. Nhanh lên. Nhanh lên. Ờ, cái đấy để ở bên ngoài, à để trong này tạm đi. Quạt này quạt của anh ấy thôi nhá. Vâng. Của anh Hờ. Ba đứa kìa. Ba đứa nhỏ ấy. Thôi ra phụ thu ngô đi, không là ướt hết ngô bây giờ. Thu ngô xong là ấy sau, xong mở quạt sau. Chẳng lấy cái ô che máy quay đã. Nhanh lên, ướt hết bây giờ. Thế thì mua chi mua? Chi mua là? Ít xia mà, ít búa. Ít xia mà hù cho chi là hãy ít xanh rồi nhờ. Thế nhờ? Xin chào cô bác anh chị và mọi người, tiếp tục quay trở lại với Tám Giang Mạch nhé. Hôm nay anh em mình quay trở lại để phát quà cho gia đình anh có 4 con và hoàn thiện nốt cái phần quà dành cho 3 cháu nhỏ chỗ nhà anh Hờ mà bố mẹ bỏ đi ấy. Đó. Nhà mình là được khoảng một bao, mấy bao như này? 2 bao rưỡi à? Một bao này là khoảng mấy sinh? Bao này thì sắp đầy khoảng từ các cái quả mà 10 sinh không được đâu, được khoảng 5 sinh là cùng. Lấy cái kia về lau đi, hay là cái gì về lau đi. Đấy, đúng rồi. Tường ba chạy từ dưới kia lên làm gì, hóa ra lên thu ngô à? Hôm nay thì có một cái tải quà rất là lớn dành đến gia đình nhà anh Bó. Ngoài ra thì chỗ hôm nọ bà Hồng có gửi cho nhà gia đình 3 cháu nhỏ. Đợt đấy thì anh em mình gọi là 3 cháu nhỏ mồ côi, 2 triệu và mua hết 1 triệu 6 là cái giường rồi. Thì còn 400 nghìn nữa, hôm nay mua cái quạt nữa là hết 350 nghìn, còn 50 nghìn còn dư. Đó, thì bà có trao đổi với anh em mình là mua tặng cái quạt, sau đó là trong nữa sẽ khui cái phần quà của gia đình anh Phó. Trời thì liên tục là mưa, hôm nọ thì anh em mình đến để xin ý kiến của các cô ba anh chị nhà tâm khác để cái phương án. Ô, tự biết rùa mùa rồi à? Tự làm à? À, có nước rồi. Nước này xả ống này là đi đâu? À. Đôi này được đi học. Đây rồi. Vinh đây rồi. Cặp gì đây? À ôi trời ơi. Nhanh lên, không còn mưa thế này. Có vừa luôn mấy quả chỉ vừa. Hả?
Sao mà, ui ôi, sao tay bị thế nào, bị như nào đây? Cái này có lây không đấy? Lo. Mưa rồi, đi vào nhà, nha. Đi vào nhà. Con bị tay bị như nào đây? Anh dậy hả? Ồ, cái này là bị như nào nhỉ? Hay là cái nước du già nó bị thế đấy? Người có bị không? Thế nào? Đó nào, bác xem nào. Người có bị không? Không phải. Mỗi chân với tay thôi. Không. Vậy sao hả Vinh? Ngứa không? Ngứa à? Bôi thuốc gì đấy? Ừ, cái nước du già bị thế anh không bị đúng không? Ở bẩn quá này, vén quần lên thế nào? Quần. Như thế này. Ôi dồi ôi. Sao mà ghẻ kinh khủng thế? Đang đi khám đi mua thuốc chưa? Chết nào mà, cắt là trông. Lấy cái gì che cái máy quay vào, mưa nó ngấm. Đấy, ơi giời, đây này. Bé tí đã biết giúp bố dọn nhà, quét nhà rồi này. Gọi anh lên để tặng cái quà hôm nọ là mua thiếu. Không phải thiếu mà hôm nọ là hai anh em vào tặng cái giường thôi. Còn tặng thêm cái quạt nữa cho các cháu. Thì cái phần quà của nó là 2 triệu mà thì mình... Hai người được không? Cho đi chứ là? Cho sẵn cho này. Đấy, đúng rồi. Ui, có sợ lây đấy, sợ lây em bé đấy. Chân em bé là bị sao đây? Đấy, bị sao đấy? Ôi dồi ôi, tay bị ghẻ hết thế này mà vẫn không chữa bằng thuốc gì thế này. Sợ lây qua động vào nhau thì sợ nó lây nhau thôi. Cái thời gian này làm gì anh Hờ? Ở nhà đo đất các thứ à? Nhà mình đo hết chưa? Ở dưới kia là không được đền bù à? Đất ở dưới nước mới được đền bù à? Vinh đi vào trong nhà đi. Mưa. Đấy, quét nhà rất giỏi nhà, nhà sạch lắm. Biết đấy, cái này đi học của thầy Mạnh dạy đấy. Nhờ chú, nhờ thầy Mạnh nhiều lắm. Đấy. Đi cân ngô hết đi xong là vào khui cái thùng quà xem nào. Không biết là quà là các bác gửi cho là bên trong là gồm những cái gì. Năm học mới thì cần nhất cái gì cho con? Cần thì cần cái quà thì có thì cần cái quà cho con. Với cái gì nữa? Không, ý dụ là mình mong muốn cái gì cho con mình thôi chứ còn được hay không nó là câu chuyện khác. Rồi đi vào nhà đi để mở cái túi quà xem nào, xong là bọn em cũng xin phép bởi vì tranh thủ không tí trời mưa. Đi vào đây. Nhà thấp quá, chật quá. Đây nhá, của Vinh đây nhá Vinh ơi. Đây. Đây là cái quạt của bạn Vinh. Đâu cái túi của nó đâu nhỉ? Không có túi bọc à? Tí này. Cái này mua ở du già đắt thật sự luôn. Mua ở Yên Minh chắc tầm 200 mấy, 300 thôi. Du già 350. Nhá. Đây không có điện, nhưng mà nay em thử là quay ngon lành rồi. Về có vấn đề gì để em mang đổi cho, mới đét luôn. Đây là món quà của bà Hồng ngày hôm nọ đã tặng gia đình mình, ba cháu nhỏ là một cái giường đấy, anh còn nhớ không? Đấy. Rất cảm ơn nhé. Rồi, anh cầm để ở hiên đi, xong đỡ chật nhà anh Pó. Còn đây là phần quà của anh Pó rồi. Ở lại chơi thì chơi, mà không chơi thì mang quạt về thử cắm luôn. Có gì còn bảo luôn. Nhá. Đấy. Vẫn được rồi, mới thì chơi. Mới, cái này để ngoài cửa hàng nó bụi thôi, chứ không phải gì đâu. Anh Pó, lấy ấy đi. Dạ vâng. Đấy. Rồi khách đến nhà không biết rót nước mời, cứ ngồi thôi. Thế thì buồn lắm. Ngứa lắm à? Tiếng gặp một trơn trở ra. Đồng Vinh cũng ngứa lắm rồi đúng không?
Rồi gọi bạn nhỏ kia về đây. Về đây xem nào, được tặng cái gì nào. Quà nhiều quá anh ạ. Hả? Nhiều quá à? Gọi con về đi. Con quà hầu như là của dành cho con mà. Bạn này cũng bị ngứa hay sao ấy đúng không? Ừ. Nào vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. À. Đây, đúng rồi, ba chị em ngồi gần nhau nhà. Trồng rau à? Có biết trồng rau ăn không? Dạ, thầy mạnh mấy luôn chứ thầy mạnh. Hơn đi từ từ. Từ từ luôn. Con này cho các con chơi đó, đẹp quá. Rau dền. Rau dền. Rau dền trồng tốt. Rau mồng tơi. Rau cải thìa. Cải ngọt đấy, đấy. Trồng rau đây tự làm nhé. Hôm nọ thầy Mạnh bảo là mua đỡ phải mua rồi. Nhà. Vâng, em mở ra hết xem nào. Thế bên trong có những Vân ấy hỗ trợ một tí đi. Vâng. Và đây chả thấy nói chuyện gì với anh Pó nhỉ? Hay là sợ anh Pó ăn thịt? Con này này, lóc cái con này. Vẫn hiểu không cháu thế á, lóc cái con này. Con đi nhỉ, nhỉ, bên tay. Nhỉ là. Ơ, một thả thế ơ. Ơ, nè. Nó thả được. Đồ trên rất nhỏ luôn. Nè, từ từ lu, con đi từ từ lu. Ui. Dạ, nó tha lợi. Phay ra cho nó bần bóc hẳn ra cho các bạn. Vâng, cho xong. Được hết hả anh? Hả? Được hết luôn hả? Vâng. Đây là rất nhiều đấy. Con đi nhớ gì? Bánh kẹo à? Ừ, để cho con anh. Thế nào, xem các bạn nhỏ xem quần áo có vừa không nào. Xem các bạn nào chưa có. Ta chưa? Ta. Cho bạn mê mê đằng sau đấy tí ạ. Vâng này. Cho bạn đi đằng sau á. Đó là chua nhé. Không biết là quần áo này là vừa hết anh có hay là dành cho con hay cho vợ nữa đây. Thử đi, thử cho em xem để em quay cho các bác xem luôn xem nào. Mới biết được là vừa của ai với ai đấy, đấy chắc vừa ông Pó rồi. Ôi giời. Chuẩn rồi. Cho vợ đấy nhỉ. Vợ đâu rồi? Bắt bắt té con nào. Nha. Em gọi là Nha. Nha là con dâu đúng không? Đây là chị dâu hai à? Không, em gái rồi. Em gái à? Em gái thì phải hay là nhiệt tì chứ. Hay là tì nha. Chị mong là tì nha là chị dâu. Tì nha là chị dâu à? Vào đi chị nha. Tì nha vào đi. Mẹ lửa sai khát luôn à, nhiệt tì. Mẹ sốt lắm, mẹ lửa sai khát luôn. Khát luôn là cái gì? Không chờ. Khát luôn chứ là không chờ. Dành cho các bạn nhỏ thôi. Chọn các bạn nhỏ. Tuần này tông giờ mà. Ô, toàn quần áo ngủ thế này thì vợ mặc vào lại đẻ thêm một đứa thôi. Xem có quần áo cho con không? Có ạ. Khổng lồng. Nhiều quần áo đẹp thế. Toàn quần áo mới thôi. Còn tè ra có khổng lồng nhiều lắm. Một đống đồ chơi nhỉ? Một đống đồ chơi luôn. Cả xe tan này nhiều lắm. Điên lắm. Có khổng lồng lắm. Xem cái quần áo nào vừa các bạn nhỏ cho nào, cho các bạn nhỏ. Hơn như là các bác gửi cho là các bạn nhỏ nữa. Xong là anh Pó, hai vợ chồng. Có cả quần áo trẻ con nữa sao? Đó là có ai à? Nhanh chăng mày hả? Yếm nhỉ?
Thế nào vừa bà thì mình cho bà cũng được, có gì đâu. Ừ, nó là cam tức. Cam đi mì tu là? Mì tu thì tùy thôi. Sai cho nhiều do trái khó hết sạch. Không vừa. Vừa ai thì mình có thể chia cho người đấy. Vâng. Vừa đây vần chọn cái nào vần gấp gọn lại. Vâng. Gấp lại luôn, đừng bỏ trong thế. Vâng. Cái nào không vừa mình, không vừa vợ mình có thể chia chứ. Vâng. Chia cho hàng xóm mình được. Vâng. Thằng bé cái đứa con búp bê thích lắm nhỉ. Chắc chưa bao giờ tiếp xúc với đồ chơi đâu. Chưa, chắc đi học thầy giáo có thì chơi đấy cho em. Không có tiền mua nữa. Thì cũng không có tiền mua thật. Đấy, áo này hôm trước mà tôi nói mà nát hết rồi, nhưng mà không bảo không nữa, nhưng mà nát chỉ hôm trước rồi. Áo này mùa thu, nát không trả lời. Rất là đẹp. Ở đây chật nóng. Bán gì vậy? Bán gì không? Đi cá thì mình chỉ á thôi. Mỗi tổ cá hộp thì một cái rồi. Chỉ thả cái bột cua cái này. Đây là sao con nai đâu vậy? Cái này tao nở tao. Nó cút. Nó lo cái này. Đây là cho người lớn hay đúng không? Vâng. Trong này nóng thật sự luôn nhỉ. Còn chuyện toát mà hơi thật mà. Nó không có gió. Nó không có gió càng đúng hơn. Đấy chỉ xuống suối thôi nhỉ. Xuống suối thắm. Bây giờ lại mở ra đó. Hay là kệ ra luôn không? Ngô ấy, bây giờ lại mở ra. Người chắc là nông thôn thì phải chấp nhận thôi. Nắng mưa. Đấy, đúng rồi, chia cho bạn nhỏ này. Rất đẹp. Mát luôn. Anh bỏ cái kia ra, không cho cái đấy vào. Hôm nay là như mày đóng cọc cái này sao đúng không? Cua này, xây xây cũng
Mặt tao nhìn nó bị mùi nước thì chứ. Hôm qua mấy hôm trước em về ăn dầm nữa. Sao lại bị khóa được nhỉ? Hôm trước em ăn dầm nữa là không nhớ đâu. Lúc đấy tưởng số thầy thôi. Sáng nay đi bán cái gì đúng không? Cái này này. Cái này của anh trai về quần thùa. Lấy quần thùa lấy. Quần thùa lấy. Quần thùa cho anh thùa màn. Có màn lấy. Cho còn những ốm màn. Lá nào vậy? Còn như các là cái cây kia, cây mà của cái dài tóm lại là mình đam ma cái gì thì mình dùng đấy mà. Cân nữa nó nhìn lâu làm cây lanh kia đúng không cân à, cái cây lanh kia chia nhau à đúng rồi phải không đúng rồi đây cây lanh này lúc này chết làm cái khăn đắp mặt đúng không đúng cái liền lại trả quả áo nữa kìa nên lấy về cái để cân xong chia nhau à không cân xong xem có bao nhiêu cân có hai cân thì nó làm một ấy à làm một đống đúng không một miếng kiểu như thế nước này về bé thôi nhỉ? Về liên tục cũng được mà. Đấy, vợ mặc cái váy này ủ đẹp luôn thì phải giống như cô nương thế xuôi luôn. Vợ mặc váy đẹp quá, đừng có đẻ nữa nhá. Đẻ nữa là cắt luôn đấy. Để ra đứa nó đi. Để nó thì cắt mà cỏ. Thôi ngồi, còn nước nóng không? Còn nước nóng thì ngồi uống nước xong là bọn em xin phép thôi. Nói chung là qua các cô các bác gửi cho quần áo các thứ ấy thì cái nào vừa gia đình mình thì mình dùng, mà không vừa gia đình mình thì mình có thể chia. Như cái áo này là chia cho bạn. Đấy, được. Nhưng anh ạ, à, thằng này nó đang bị ghẻ như thế này, đừng có tiếp xúc nhiều. Nên lúc lại lây cho bé này. Lúc đấy lấy cái gì mà ấy, đây vừa gọi đây đúng không? Thì lúc đấy lấy cái gì mà, vâng, em xin. Rồi ghẻ quá, đang bôi thuốc nham nhở hết cả lên rồi. Còn chưa biết là như thế nào. Không ngồi nhậu ngoài đâu, nóng kia nóng. Ngoài đây mát. 70 đây đúng không? Phải không? Dạ, đúng rồi. Em số người lấy mưa em còn nhớ. Nước ít quá. Để đây cho em. Đây làm gì à? Lấy cái giả nhu mùa. Đây mấy chút còn đang nhu sức là. Phô tỏ ô nè. Phô tỏ nó lọ. Phô tỏ cho sống phô lạ. Ồ. Phô tỏ cắt chung. Phô tỏ lọ. Cho sống phô tỏ. Một lét rồi. Nó phải về suốt mới đủ nhá. Cái này về tiếp tục như này là đủ rồi. Mẹ lâu mẹ tới lúc khó lớn lâu mà. Thao nó thao tầm rồi này. Thao khó lắm. Thao to mà. Thế khó ác sao? Thế còn bố. Trú đồ hậu đó. Tao hậu thế này. Thao bé tí chỉ mua nhẹ kể thế mà chỉ tao khó đi này. Chắc là cứt lên là sao? Chắc là cứt lên là sao này. Ờ. Sao này mà là hậu. Ây à. Thảo tiên mất tiên mà ốt khó ta. Mà không? Để mà mày mê thôi. Để mà mê sao mày tu. Ủa chế mà để mày cái này chắc không đủ làm á. Đây sửa tận cấp 1 à? Ui. Cấp 1 là sửa cái khe đúng không? Dạ, cái khe bên cạnh ấy, bên trên đường. Thế xa phết đấy. Ừ, hai thanh niên này chưa khó tắm rửa đi thì nó đỡ ghẻ đỡ bẩn anh hờ ạ. Vâng. Phải tắm rửa sạch sẽ thì nó không. Mình cứ như này là nó bẩn nó đấy. Mình cứ nhìn thấy con người ta bị thì mình phải làm sao để con mình không bị. Không là đến lúc lại bị cùng nhau thì khó nói lắm. Okay.
Nước xong là về thôi. Chắc là khoảng một tháng nữa đi quay lại thì mới có chỗ ngồi uống nước nhỉ. Bên đây vẫn đang ngồi gọi là ngồi ngoài trời thôi. Anh Hờ xong là cầm quạt về nhé. Vâng. Với cầm về trước đi. Anh rất cảm ơn nhé. Để quạt cho các con ngủ cho nó mát nhé. Vâng. Rồi. Nếu mà không ấy thì bảo em nhá. Vâng. Mới tinh luôn đấy, em mới vần đi mua đấy. Mùa này là nóng ạ, phải có máy quạt rồi. Không thì co không ngủ được đâu. Đi. Thế chỗ điện nước là chỗ điện là chê. Bao dùng mà. Bao dùng mà. Ừ, biết là được rồi. Ôi giời, bố quần hai cái đèn pha to đùng. Xin chào nhá. Vâng. Đứng ở ngoài thì nắng mà đứng ở trong thì nóng. Trời. Dệt mật thôi. Quần áo xong trao hết cho anh có rồi nhá. Gia đình từ cái kia dành cho vợ anh thôi. Không phải cho các con mặc như thế đâu. Thử à? Thử thì phải quay người lại, quay cái áo kia về bên này. Hơi to một đi. Đây là áo cho mẹ thôi, không phải áo cho mẹ đâu, không phải con. Xoay lại đấy. Đúng rồi. Coi như là cái váy. Bán dê đi anh. Ôi. Đây vẫn mua những con như thế này. Đây là dê. Đây là dê, dê sừng dài đấy. Dài dê muốn mua to mà. Dê to rồi, dê này. Dê này bé, dê nhỏ. Xương nhiều, không có thịt nhiều. Nhưng mà có ý định mua dê nữa không? Có chứ. Có chăm được không? Được. Sợ nhiều quá nó không chăm được ấy. Được mà. Đấy, ai có áo mới thì có bạn kia vừa, bạn này hơi to một tí. Bạn này ơi, được con búp bê là không bỏ à nó. Áo đều vừa hết chứ nhỉ? Vừa hết à. Tầm là bao nhiêu tuổi với bao nhiêu tuổi nhỉ? Con thì hai đứa sinh đôi này thì 7 tuổi. Chín tuổi. Đấy. Đẹp. Thế nào? Ở đây cho chú xem nào. Đẹp không? Không ngại đâu nhá. Chú còn đến đây nhiều. Đây bạn này mặc đây là vừa đi học đẹp. Còn bạn này cái này của mẹ thôi nhá, không phải của em đâu. To. Lần đầu được đồ chơi. Thật sự là với nhiều khán giả thì có lẽ là ở dưới xuôi nó là một cái gì đấy nó rất đơn giản thôi, nhưng mà với các cháu nhỏ trên này người thiếu thì rất thiếu một món đồ chơi không có mọi người ạ. Thì hôm nay Tam Giác Mạch đã trao xong món quà của ai nhỉ? Em còn chưa đọc tên đấy. Đấy có nhỉ? Hình như là bà Bình. Cô Loan. Cô Loan ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Em lại cũng rất xin cảm ơn cô Loan chiêu những món quà quý giá của áo cho cắt vợ con, em cũng rất xin cảm ơn ạ. Đó, đấy là anh em mình đã trao xong cái túi quà, trong đó có bánh kẹo, đồ chơi, quần áo người lớn, quần áo các bạn nhỏ tới gia đình của anh Phó bốn con, và cái phần quà còn lại của cô dành cho gia đình mà ba cháu nhỏ ấy, thì anh em mình cũng đã trao xong rồi. Thì một lần nữa là kênh chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn theo dõi video, và các nhà hảo tâm luôn luôn có những cái tình cảm về nhà anh Pó. Thì là phải kết thúc cái chuyến đi Hà Nội về thì khả năng Tam Giác Mạch mới triển khai được, bởi vì song song còn rất là nhiều những cái chương trình khác nữa. Thì bản thân Tam Giác Mạch đi vắng thì đã là một cái câu chuyện rồi. Thì Quyết với Trọng ở nhà chỉ có thể hỗ trợ những cái công việc nó dễ dàng hơn một xíu thôi. Thì cô ba anh chị khán giả và đặc biệt là các nhà hảo tâm hãy thông cảm cho anh em mình. Đó. Thì quần áo nhé, để gọn gàng, không để các con vẫn lung tung, cái nào vừa mình dùng, cái nào không vừa mình chia cho hàng xóm. Cũng là một cách đấy, còn cái này thì mình bỏ ra, cái này mùa thu mình mặc cho nó ấm thôi. Em cho anh thử mặc xem có vừa không, nhưng mà được đúng không? Đấy. Quần áo thì phơi xong thì mình sẽ để gọn gàng gấp lại cho vào bao tải chẳng hạn. Đó. Không được tranh nhau nhá, đồ chơi là chia nhau chơi cùng nhau nhé.
nhớ chưa? Bạn bạn hai ngón tay dính nhau là bạn áo vàng nhỉ? Dạ, cũng bà đằng sau rúa. À, bạn đằng sau rúa à? Dạ. Hai ngón tay dính nhau. Mà cái váy của mẹ to quá đúng không? Rồi giờ uống nước xong anh em mình xin phép là kết thúc cái video thôi mọi người ạ. Thì hôm nội dung video ngày hôm nay thì cũng chẳng có gì nhiều. Cũng muốn là em Vân đồng hành. Vân đến đây mấy lần nhỉ? Lần này là thứ hai. Lần thứ hai. Thấy thế nào? Có cái gì muốn chia sẻ với anh Phó không? Em anh thấy bọn em người Mông với nhau chả thấy nói chuyện gì với nhau. Thật. Mình là người Mông với nhau, đi đâu mình cũng phải giao lưu, giao tiếp để mà trò chuyện, biết nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Ta phải mẹ nó. Có phải cả mẹ nó. Vâng, hai cả. Em xin. Mùa này đây nóng quá. Phơi ngô tốt. Phơi ngô thì tốt, còn nặng rồi. Các thứ gì cũng rất nóng. Phơi ngô thì khô nhanh. Cô cha già ôn đâu, bên đâu thế đấy, còn bao cảnh kia. Rất lâu đâu thế mà hết điện kiểu. Cái sân đâu rồi? Cái sân đâu rồi? Rất lâu đâu thế mà hết chân chay kinh kiểu, mà tao cái này chân chay vẫn được. Nhưng nó cho ôn đâu nản nữa, lúc nào thế mà. Cái trò chuyện gì chỉ riêng mà không phải nó nhảy được. Chắc là thì cho xe vào lư. Vào cho lư cho mình chỉ xong. Bà bố sẽ tao này có cho. Nhiều mà. Trong ô chén à? Dạ, ông tiệt trong là trong là con thấy vậy, lên trên thợ ông mong ngò. Con đây là trong là họ tàu con đi tên này. Thế là tàu con đi chỉ không? Xe khó đo sổ nói họ tàu con đi tàu thì nó mà con sẽ vẫn như thế nhiều mà giá tàu sẽ vẫn như thế này nó đó từ lúc con đi tàu. Thế thì lên thì chỉ nó mà dùng chỉ một con đi tàu vậy dùng lên tàu thì họ chỉ một lên. Ừ, con này mấy chiếc trong này sẽ sẽ tập lên. Bên là mấy cái nó rồi nè. Bỏ hết giờ thì nhau hổ cá cái treo rồi. Dạ mà bỏ nhau hổ à giờ thì giờ thích có gì tao cỏ xong nè. Không ta cỏ xong này, nhau nói, lộn nhau nói. Nó cỏ trên nó có khá tàn đó, khá tàn đó xem. Dạ, cỏ gì chỗ mà. Chá chú quân đã bây giờ lại tới phá lắm là chè. Thì chừng như bỏ hết xe, tôi khá chỉ tàu điện, sau đến điều, mong khá xe mà nó làm cho khá ta tàu nặng. Hay là hãy là cho bỏ phát khá nè. Lên thế mà số mà giờ này kỹ rồi hết mà giờ nó khác sai khác sai rồi cho bao nhiêu nữa khác tàu về mong mà cho nó thay tàu này tăng này sau rồi nó sẽ tàu khác thì chúng ta lúc rồi tao hỏi nhau tao tự hỏi rồi sẽ thay bút luồn tàu chính xác này nhá chuyển chưa phải tham bên nó rồi. Con này giờ qua để cọc đến nói hết đấy đúng rồi. Dạ một chiên tao mà u. Chế nó sẽ rong nó sẽ trắng nữa. Mà giờ chỉ một chiếc, chỉ một chiếc thì chúng chiên thì là u. Là u con gạo trắng gạo này nhưng mà là một chiên mà ôm. À hôm nay ta sẽ u táo luôn thế. Có gì? Ô giờ phải cho nó táo luôn thế nha táo. Ô phải cho táo luôn. Mà hồi lúc xí cả tiếc chúng anh nhiều thế. Chỗ bữa sáng ra nó xiết lửa ba thì còn lại quấy lửa mi chưa ấy ạ, là được chúng tôi trả lửa cho cô trẻ xong cuối đấy, cứ tao mặn nhiều mặn. Anh Phó thì muốn là làm bốn phòng nhưng mà hôm nọ anh bảo ấy, làm như nhà em là đẹp nhất. Nhà em thì nó có cái đà với cả là có phòng phiếc đầy đủ tiện nghi. Anh Phó thì thấy cái nhà của Vân chứ nhỉ? Em thấy video thì thấy rồi nhưng mà trên video thôi đúng không? Trên video thấy nhưng mà phương án đấy thế nào? Rất là tốt ạ. À. Thế thì mình đòi hỏi gì nữa? Cần gì đâu nhưng mà thật ra thì mấy nữa khoảng 10 15 năm nữa thì con của anh cũng đi lấy chồng mất rồi. Dạ. Đúng không? Có phải là suốt ngày là ở với bố mẹ đâu? Sợ năm lại quay về. Vâng, thấy thế nào? Tư vấn thử với anh Phó xem nào, với tài chính như thế, tiền nào của nấy thôi cũng đều là cái nhà các cô bác anh chị đóng góp thôi. Dạ, vâng. Là bố phòng thì là giống như cái quả anh đi Mỹ Xá mà. Ly Mỹ Xá 3 phòng chứ.
ba phòng hay là bốn phòng? Ba mà, một cái phòng kia là phòng cái nhà ấy, tắm nhà vệ sinh mà. À, ba phòng thôi. Hai phòng bên này, một phòng ở giữa này và một phòng nhà tắm nhà vệ sinh bên đấy luôn. Vâng. Đâu có thì cũng là ba phòng ngủ cũng được mà. Ở trên nào thì cũng rất xí cả thôi, các tao, các anh, các chị gửi tiền hết này, anh thiệt có giác mày đấy, ủng hộ em rất là nhiều, em cũng rất xí cảm ơn. Ở trên nào thì làm thế đấy cũng rất là tốt. Bốn phòng thì tính ba phòng là hợp lý rồi. Vâng. Nhưng ba phòng diện tích nhỏ thì làm rất khó, bởi vì là anh chưa có kinh nghiệm lắm, đến lúc làm, giả dụ như nhà của xá vẫn làm mới cảm thấy là chưa hài lòng lắm. Cái diện tích nhỏ mà mình yêu cầu nó phải đầy đủ ấy, đâm ra là nó khó. Xem em tư vấn được gì cho anh có không, bởi vì là mình đã từng làm nhà rồi đúng không? Mình nhà mình đã từng được hỗ trợ rồi. Đúng. Nên là cái đấy có khi trao đổi tiếng Mông với nhau, khi lại vào nhau. Mà như anh nói tiếng Mông, tiếng Kinh thì không hiểu lắm. Nếu có trả từ tới nhiều thì lâu tuổi nè. Đấy, lâu tuổi nè. Lâu tuổi hôm trâu thì mình đã bóng ớt tuổi ít tuổi. Bóng tuổi. Chứ hả, lâu tuổi thấy ớt tuổi hồi dù miền Tây. Lâu tuổi bố nhà nhuận sản xếp mà. Nhuận phải táo tức nè. Ờ. Ừ, nhuận sản xếp dù ít tuổi bố tâu thì là tuổi chốt thay. Ừ, thay dù luôn. Còn những cái mô tích chung môn nó, thay dù là dù lý xã nhà. Vì tôi là từ lúc trẻ lúc thì chỉ lúc mình phải lo nha, từ từ lo tao nữa chứ nhé. Ừ, đúng rồi. Chỉ như có thể là lâu này, yêu ổn là phong bử dạ có thể nào. Bé phong bử tao. Ở dạ chắc nhu bử ổ phong, dù ổ từ nhật sẽ dù bử phong chạy thế sao. Là cho lo chạy rồi. Là sao tao nếu mà mấy giờ là cho lo tắt tao đi trả cho tin là cứ ở cho nó tin đại tới ba tao đi chạy kia trong xe thế rồi chỉ bao giờ giờ dùng bao nhiêu tiếp người tao chỉ bao nhiêu là đến tao nhé. Nhà bố ba sẽ chạy bố ha, ô tao lại chạy rồi dùng vô lên đá xe. Ô tao chạy vô lên đá tí ấy khó dùng. Cái ô cái hôm nay ô tao nó chả tiền sức lắm không? Ờ, nói ô tao nói tiền sức lắm không? Ủa nó ô tô sức tạ thế, ô ấn chạy ô ý tạ yên trá thế sao? Ô ý tạo lý chạm mà nhớ chạm mà chạy lá hết. Chạy lá hết. Họ thì dù lý mà hóa dương dị cho chứ. Nó chạy dù ô ấn cua thế à? Chạy dù ô ấn cua thế. Chạy dù ô ấn cua thế. Chạy dù ô ấn cua thế dù dù nhập cái thế ở đó thì thế. Như nào bạn? Anh phố bảo, anh phố em bảo như nào? Bảo là cũng đông có thì là ba buồng ngủ, ba buồng ngủ cho anh có không, cái nào là ba buồng thôi, bốn buồng là nhiều quá, ba buồng ngủ này. Thì hai vợ chồng ngủ một buồng với bố con, thì sau này còn lớn thì hai người ngủ một buồng, bốn người ngủ một buồng, là ba buồng, ba buồng ngủ là độ tính ba con lấy chồng nữa mà đúng không, có phải là con ở Bình Xuất đâu. Hôm qua là thầy Mạnh mà cắm cái này xong à? Hay là nay tự cắm, tự đo đất rồi? Anh quên rồi, chẳng phải anh hiểu với anh đo thôi. Đo rồi nhưng mà cái cây này, cái cây này là hôm trước cắm thôi. Chẳng phải thế, anh hiểu với. Chẳng phải... Hôm trước là đặt đá mà, lúc nào mà anh đã thở rồi. Anh hiểu vừa lại em trả cây đặt đống bầu ấy. Ồ, chú hắn đi mô tỏ nè nè, mô tỏ nè. Ồ, nè, chân tán nè, chú chân tán nè mô tỏ xe nè. Ồ, nè, chú hắn đi mô tỏ xe nè. เนี่ยเดี๋ยวว่าเฮ็ดเดี๋ยวว่าอย่าเรียนนี่ตามว่าอย่านี่จะนอนน่ะพวกมันก็กันเดี๋ยวเนี่ยเฮาคัดมาแล้วติดตามมาจิละอ้นแต่นอนติดตาชัวจ๋าเนี่ยชาวดาเฮาติดอยู่นี่อ่ะตอเตตะตอเตตะเนี่ยนานค่อยบ่ได้เดี๋ยวดองดอเสียดอตอลิจานะมาจานะเนี่ยดอตอนี้ได้นอนน่ะเตะก็อย่างนี่ว่าดอถ้าเตือนนั่นเตะอู้อย่าเตะอย่าดอจองมาอ้นถ้าน่ะว่าจองจี เออมาอย่าอยู่ออตอทอดอยู่ว่าจิที่ยงดีให้เนาะอย่าอยู่ออตอมันนี่ฮะเนี่ยๆอยู่ซ้ํามุกอ่ะว่าคักๆแต่กันเฮาอยู่นี่นะเออเดี๋ยวว่าแล้วจะตําอ่ะเนี่ยอยู่ซ้ําตะเดียวเฮาออตอทอนะทุกตําซ้ําเราถึงตําเนี่ยเฮาอยู่เต็มมาอยู่จริงๆอยู่เต็มจะยังอยู่ chuẩn bị tất cả những cái thứ để mấy anh em thợ vào thôi.
Bây giờ thì muộn rồi, bọn em xin phép về thôi, không tí lại mưa. Đó. Có kéo điện về nữa là kéo nước về nữa là được. Lo điện nước thôi. Lo điện nữa, chờ các thợ lên là. Vân bắt đầu. Có kinh nghiệm hơn bởi vì là đã từng làm nhà rồi. Vâng. Thì có gì cứ dặn dò Vân làm em mà đúng không? Anh Pó làm anh của anh cơ mà, làm sao mà Vân ấy hơn được. Vâng. Thế muộn rồi anh em mình đi về thôi nhỉ. Vâng. Thôi chắc là anh em mình sẽ kết thúc video này tại đây. Xin chào Vân. Hẹn gặp lại các bác trong cái video tiếp theo đúng không? Trong cái video thức phim tiếp theo. Xin chào và cảm ơn. Xin cảm ơn. Nói tự tin lên là cứ sợ. Nói chung là Vân còn phải học hỏi rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái tự tin, cái ăn nói, cái giao tiếp và những cái hoạt ngôn thì có lẽ là sẽ phải luyện tập rất là nhiều. Để có được một tam giác mạch như ngày hôm nay thì cũng phải mất 4 năm. Làm gần hơn 3 năm làm YouTube và hơn 3 năm đi học rồi là đi dạy nữa. Tổng cộng là hết khoảng 10 năm thì mình có thể có được một cái khả năng nói nho nhỏ như tam giác mạch hiện tại. Thì cố gắng lên nhá. Cố gắng lên đi theo bọn anh. Thứ nhất là mình sẽ học được cái tự tin, cái giao tiếp, hoạt ngôn hơn, rồi là biết dùng từ. Đúng rồi. Rồi là tự tin với mọi người. Không có gì ngại cả. Ở đây chỉ có mỗi mình với cái máy quay thôi. Chứ chưa phải là trực tiếp đứng hàng nghìn người đúng không? Đúng rồi. Tất nhiên là khi video phát lên thì trước hàng cả ngàn người đúng không? Vâng. Tuy nhiên thì cứ phải thay đổi dần dần, cố gắng dần dần. Vâng. Hẹn gặp lại mọi người ở trong những cái thước phim tiếp theo. Xin chào và xin cảm ơn.